sống chan hòa với mọi người. Một, chuyện đọc, bác hồ với mọi người. Là chủ tịch nước, bận trăm công nghìn việc, nhưng bác hồ vẫn rất quan tâm tới mọi người. Bác luôn tranh thủ thời gian đi thăm hỏi đồng bào ở mọi nơi, nhất là vùng có nhiều khó khăn. Bác quan tâm tới tất cả mọi người, từ cụ già đến em nhỏ. Bác cùng ăn, cùng làm việc, cùng vui chơi và tập thể dục thể thao với các đồng chí trong cơ quan. Năm 1961, Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Tĩnh. Sau buổi nói chuyện với đại biểu nhân dân tỉnh, bác trở về nhà khách đề nghỉ. Lúc ấy đã 12 giờ trưa. Không gian yên tĩnh, nằm trong phòng, bác nghe bên ngoài có tiếng người nói: "Tôi đi bộ liền 30 cây số đến đây, muốn để gặp được Bác Hồ, nghe Bác nói chuyện. Bác đã nói chuyện sáng nay rồi cụ ạ." À tôi muốn tận mắt trông thấy bác được trực tiếp nghe bác nói từ trong phòng bác nói với anh cảnh vệ chú ra mời cụ già vào phòng khách bác mặc áo rồi sẽ ra tiếp khi trông thấy bác cụ già đứng dậy cung kính cúi chào bác mời cụ ngồi rồi hỏi thăm gia đình hỏi thăm đời sống bà con địa phương bác quay lại dặn anh cảnh vệ mời cụ ăn cơm trưa để cụ nghỉ ngơi đến chiều truyền đạt lại những ý chính bài nói chuyện của bác rồi chuẩn bị xe đưa cụ về nhé. Thấy cái giải quyết ân cần, chu đáo của bác đối với cụ già, anh cảnh vệ có ý định thanh minh với bác. Bác nhìn anh cảnh vệ và nói nhỏ. Bác biết chú muốn để bác nghỉ, nhưng một cụ già đi bộ ba mươi cây số đến thăm bác. Tại sao bác lại không tiếp cụ được? Vũ Kỳ, kể chuyện đạo đức bác Hồ, nhà xuất bản giáo dục 1998. Gợi ý, A. À, trong chuyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của bác Hồ chứng tỏ bác sống chan hòa, quan tâm tới mọi người. B. Thế nào là sống chan hòa với mọi người? C. Vì sao học sinh cần sống chan hòa với mọi người? Biết sống chan hòa với mọi người thì có lợi gì? 2. Nội dung bài học A. Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích. B. Sống chan hòa sẽ được mọi người quý mến và giúp đỡ, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 3. Bài tập A. Hãy đánh dấu chéo vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sống chan hòa với mọi người. Cười mờ, vui vẻ, chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn, tham gia tích cực mọi hoạt động do lớp, đội, tổ chức, biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng khi chỉ định thì mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp b tìm những biểu hiện biết sống chan hòa và chưa biết sống chan hòa c để sống chan hòa với mọi người em thấy cần phải học tập rèn luyện như thế nào c em hãy tìm hiểu những tấm gương về sống chan hòa với mọi người